Giới thiệu các bạn, đây là cái khay chuẩn ETF của Sicotep, nó là con Slat Mini. Thì bạn thấy là có thiết kế khá là vui mắt đúng không? Nhìn rất là hay. Nhìn vô thì giống như là một cái máy pha cà phê đó. Và cái thiết kế này thì nó sẽ có mặt kính, mình có thể view được hết cả ba mặt. Nói chung là mình sẽ nhìn được những cái linh kiện bên trong một cách xuyên suốt qua, thì nó sẽ không có bị hạn chế cái tầm nhìn. Thì dùng đây là một cái điểm cộng rất là lớn. Thì con này là nó có cái rem bằng nhôm, rồi những cái nắp cover bằng nhựa và cái mặt này bằng kính ha. Thì khi mà các bạn lên YouTube, các bạn search cái chữ Sicotep Slat Mini thì bạn sẽ thấy có rất là nhiều những cái video clip người ta build cái con này rồi, rất là dễ thương. Và khi mà để lên các bạn làm việc á, nhìn nó rất là hay luôn đó. Tuy nhiên thì có rất là nhiều video clip nhưng mà người ta review nhưng mà người ta không có nói tới những cái nhược điểm của con này. Và nay mình sẽ tập trung vô một số những cái vấn đề mà mình thấy chưa hợp lý ở cái khay này. Dĩ nhiên là điểm cộng của nó là gì, rất là nhìn rất là ok, rất là đẹp đúng không? Giá con này thì nó khoảng ở đó hơn 4 triệu rưỡi hay 5 triệu rưỡi gì đó, nói chung là khoảng 5 triệu, 5 triệu rưỡi một cái. Thì giá là không rẻ đúng không, bởi vì nó làm bằng nhôm. Tuy nhiên là sẽ có một vài thứ sau cần được cải thiện, cũng như là sẽ được fix ở những cái phiên bản kế, và mình đã report với hãng và cũng sẽ được xác nhận là đây là những cái vấn đề mà họ sẽ thay đổi để mà nó sản phẩm được hoàn thiện tốt hơn. Đầu tiên thì cái kính này nó sẽ lắp vô nông bằng cái con ốc này, và cái con ốc đi theo zin của cái khay nó rất là dài. Và khi nó dài như vậy thì nó sẽ khi mà nó gắn vô trong nó lòi con ốc ra cực kỳ xấu luôn, và mình sẽ thay bằng con ốc ngắn hơn. Ốc này là ốc M4 dài 10 mm, con này là M4 dài 20 mm, quá dư thừa. Và mình sẽ thay con ốc dài bằng con ốc ngắn để cho nó hợp lý hơn. Con ốc này là sẽ đẹp ha. Con ốc này ốc zin của hãng nè, nó dư ra rất là xấu, nó lòi ra ngoài luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Cái hai là con này nó bằng nhôm. Bằng nhôm, và cái phương pháp gia công này là gì? Nó là cắt laser chứ không phải là CNC nha. Ủa, không phải là file mà là cắt laser. Thì khi mà cắt laser như vậy á, cái bề mặt phía trong á nó sẽ hơi nhám nhám. Các bạn sẽ những cái cạnh như vậy nè. Những cái cạnh này nó không có đẹp, nó không có mịn được. Thì đúng ra khi người ta cắt laser như vậy á thì phải có cái phương pháp là xử lý cái này bằng cái gì là rung nhám bắn cát hay gì đó. Nói chung là phải xử lý những cái này, những cái cạnh này nè nó còn rất là thô, và thậm chí là có cảm giác là hơi bén, cảm giác cầm nó cấn vô cái tay á, nó bén, cảm giác nó không an toàn đó. Nhưng mà cái này nếu như mà bạn muốn đẹp thì mình dùng phương pháp là file. Khi mình file thì có thể mình sẽ chamfer được cái mặt này luôn, và nó sẽ cực kỳ đẹp. Nhưng mà lúc đó chi phí nó sẽ tăng lên, bởi vì khi mà file những cái lỗ như vậy sẽ mất rất là nhiều thời gian đúng không? Còn cắt laser chạy về về mới là xong. Thì cái này là khi người ta cắt laser xong, người ta sẽ chấn chấn gốc. Cái phương pháp gia công của nó là như vậy, thì các bạn hiểu ha. Nếu mà như mà cái con này mà file thì sẽ tăng chi phí lên, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Những cái cạnh này nó khá là bén ha, các bạn sẽ cảm giác được là nó rất là sắc, bởi vì nó cắt laser mà nó không có xử lý cái bề mặt này. Đúng là phải chamfer, phải bắn cát, là phải rung để mà làm hoàn thiện nó đẹp, cho nó đẹp hơn. Ở phía sau đây mình sẽ gắn được cái red 240 ha, và cái nguồn chuẩn SFX. Và cái cách bố trí như vậy thì những cái hơi nóng nó sẽ thổi lên như vậy thì nó cũng ra rất là tiện. Phía trên này thì nó sẽ có hai phần nắp ha. Cái phần nắp phía sau này nè, đó, phần nắp như đây. Ở cái phần nắp phía này trước này thì mình sẽ bằng nhựa và có 500. Có 500. Ở đây nó sẽ hít vô trong cái cạnh sắt này, cái bát sắt này. Cái này thì nó sẽ cover phía sau. Ok, thì khi mà một cái mẫu thiết kế nó khá là nhìn rất là vui mắt như vậy, thì
nó cũng là một cái luồng gió mới, tạo ra cái sự đa dạng cho những các bạn ha, tăng cái sự lựa chọn của các bạn lên. Rồi cái thứ hai, cái nữa mình không thích ở cái nút gì, cái nút power á, nó lõm vô trong như vậy, nhìn cái cảm giác nó như nó lỏng lẻo lắm, nó khó chịu lắm. Dĩ nhiên là nó sẽ không rớt ra được, nhưng mà nó không có bằng khoảng vô cái mặt này, nhìn nó khó chịu lắm ha, nó hơi lõm vô, nó nằm lơ lửng vậy đó. Ví dụ mình lắc lắc thì nó rớt ra nè. Có cái lò xo trong thì sẽ đẹp hơn ha, cái lò xo để đẩy nó ra thì sẽ đẹp hơn. Thì thật ra đây bạn nhìn sẽ thấy có một cái khoảng hở, có cái khoảng trống giữa cái nút nhấn với cái phần nút nhôm và cái switch phía ngoài, nó sẽ có một cái khoảng hở. Cái khoảng hở đó nếu như mà xử lý bằng một cái lò xo thì mình nghĩ là sẽ tuyệt vời hơn. Rồi, USB Type-C, USB 3.0 đó, ok. Quạt dưới thổi lên, gắn men đây, gắn cảm hình ở đây, rồi đánh ghép phía sau. Rồi, ok, thì lát nữa mình sẽ, các bạn kỹ thuật sẽ build cái con này hoàn chỉnh thành một cái bộ máy cho bạn xem là nó dễ thương như thế nào, đẹp như thế nào. Thì cái quạt nó đang thổi xuống chứ không phải thổi lên nữa. Có khi nào nó thổi lên không ta? Mình sẽ cắm điện thử nha. Bởi vì đây là cái quạt theo theo khay luôn, thì cũng có thể là nó cái rem nó nằm dưới nhưng mà nó lại thổi lên thì sao, đúng không? Đúng rồi, thổi lên nha bạn, cái quạt này thổi lên. Bởi vì sao, đây là cái quạt đi theo khay cho nên là mặc dù là cái rem nó nằm dưới nhưng mà nó thổi lên ha. Còn theo nguyên tắc là gì, khi mà cái quạt bạn thấy cái phần rem nó nằm ở đâu á, là gió nó sẽ đi theo hướng đó, đúng không? Nhưng mà cái rem nó lật xuống nhưng mà gió nó đi lên, từ cái cánh quạt này người ta đã đảo cái cánh quạt này nó ngược, cái cánh này nè nó đảo ngược lại để chi, để khi mình nhìn vô mình nhìn không có nhìn thấy cái rem ở trên này, nó sẽ làm xấu cái khay của mình đi. Đây là một cái điểm cộng ha, rất là hay. Mình nghĩ là mình sẽ mua thêm một mớ những cái quạt lẻ này nữa để mà về để mình lắp build máy để nó không có lòi cái rem này ra. Bởi vì cái rem này nè, cái rem này mà nó nằm mặt trên thì sẽ xấu đúng không? Nhưng mà một cái nữa là lại tiếp tục lại là cái vụ mấy cái logo này mình không thích chút nào chút xíu đó. Và chắc chắn 100% là mình sẽ lột nó đi. Đó, cái này lên led là nó lung linh hơn, các bạn thấy so sánh không, chắc chắn là cái này đẹp hơn chứ, đúng không? Ánh sáng led từ đây nó sẽ tỏ ra dính cái mặt đen đen này, đen đen mà nó không có đồng tâm, nó quay cái nhìn nó đảo 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 nè, khó chịu không? Có nè, đẹp hơn nhiều, cho nên là mình dị ứng vụ này đó, dứt nó. Rồi, về cái thiết kế của quạt này thì bạn thấy là do đây là cái khay ETX nó khá là nhỏ, rồi hai cái quạt thổi gió vô là cực kỳ mát cái khu này luôn. Rồi, cái red 240 ở ngoài này hút gió, hút hơi nóng ở trong thổi ra, không là cái luồng gió đối lưu là cực kỳ hay. Và cái form này á, cái kiểu thiết kế này mình hoàn toàn á mình có thể áp dụng cho những cái khay lớn full size để đảm bảo được cái khay nó có cái thẩm mỹ. Thì nếu mà đối với khay full size thực ra mình sẽ tăng cái chiều về chiều ngang như nè, mình tăng cái chiều ngang dài qua như vậy, cái khay nó lớn hơn chút xíu, nó cỡ này là mình cũng sẽ có một cái form tương tự như vậy và sẽ rất là tối ưu. Mình rất là thích những cái kiểu mà khay mà dựng đứng lên như vậy, bởi vì sao, nó sẽ cái kẹt á, nó sẽ nằm vậy nó không bị cong, thứ hai là cái gió nó đi từ hướng từ dưới lên á, là mình thấy nó cực kỳ hợp lý luôn và nhìn nó rất là đẹp nữa. Thì cái khay này các bạn á, thường thường bạn sẽ để là ví dụ như cái này là cái màn hình đi ha, ví dụ này là cái màn hình, thì các bạn có thể đặt cái khay bên cạnh cái màn hình giống như vậy, các bạn sẽ nhìn thấy trực tiếp bên này, nhìn được cái góc bên này, nhìn được cái góc bên này luôn, cái góc góc nhìn 180 độ rất là rộng. Nói chung đây là cái khay rất là đẹp, tuy nhiên là có một vài cái nhược điểm lớn nhất cần phải đây là cái xử lý cái cạnh này cho nó không có bị bén, nó không có bị sắc. Còn lại thì ok, điểm 10 ha, còn giá cả thì tùy theo thôi. Dĩ nhiên là các bạn biết là cái gì mà dính tới nhôm là đều sẽ mắc tiền hết. Và cái khay này giá bán lẻ đâu đó là hơn 5 triệu. Thì mình nghĩ là cũng hợp lý thôi. À, có một cái nữa là đi kèm với cái khay này là cái tản nhiệt nước. Để lấy cái tản nhiệt nước. Cái tản nhiệt nước này á, là của Sicotep. Họ làm riêng cho cái khay này. Họ cắt cái dây ngắn lại luôn. Cái dây nước á, bình thường nó dài lắm, người ta cắt ngắn để cho nó phù hợp, nó fit vô trong cái này rất là đẹp. Rồi có luôn cái kẹt
màu trắng itít không, rất là vừa vặn, rất là dễ thương như vậy. Và có cái tảng mà bạn sẽ thấy là build luôn cái khay rất là dễ thương. Ok, và lát nữa mình sẽ cho bạn xem hình final của khay sau khi mình ráp xong. Này cái mình đem xuống quán mình xin xin lại. Thì cái chỗ cắm nguồn á, những cái cọng dây như vậy là không xài được ha. Khi mình nhét vô á, nó rất là gắt, cái cua nó rất là gắt, nó rất là khó đó. Không thể nào gắm được luôn á, buộc phải có một cái dây nguồn đầu ngang thì mới mới thao tác được thôi. Rồi quay đi.